Rồi, em Toàn Phát chào nhà nha. Nay em lên cái video này ngắn thôi. Bữa hôm em có lên video lô 7 chiếc á. Thì hôm nay em quay em bà con mình xem. Dọn cũng chưa xong đó nha nhà. Nhưng mà em thấy xe quá trời tuyệt vời. Em lên cái video ngắn để anh chị em bà con nào xem mà tham khảo. Nếu mà đang cần một con xe Trường Giang thùng dài á, con này thùng dài 9m2 nha. Xe thì cực kỳ là đẹp nha. Sơn rin đầu cabin là 100% nha cả nhà. Xe này em mới vừa bát ra thôi nha, không có qua dầm cốt gì hết. Có cái thùng á em mới sơn lại thôi, cản mới sơn lại thôi đó. Bạc thì mới căng lên đó, rất là đẹp và rất là tuyệt vời luôn đó. Xe này đăng kiểm mới nha cả nhà, xe này em mới vừa đăng kiểm mà nè đó, tới tháng 4 năm 2024 nha. Xe rất chi là đẹp nha cả nhà, bát ra cực kỳ là đẹp luôn. Em có hai con nha, hai con này với lại một con nữa y vậy luôn nha, một cặp luôn nha cả nhà ha. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Con này máy rin nha, máy chưa bung nha cả nhà, máy rin ha, chưa bung. Cả nhà trăm nghe không bằng một thấy, cả nhà mình cứ đến xem xe của Tổng An Phát, cả nhà mình sẽ hiểu nha. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Sơn rin 100% nha. Con này cái đầu cabin là sơn rin 100%, thùng là em mới vừa sơn nha, thùng em mới sơn lại, đăng kiểm mới. Mua em bao rút hồ sơ cho cả nhà của mình nha. Con này nó đi lớp mấy ta, con này đang đi lớp 11 nha cả nhà, lớp 11 mâm 20. Quá đẹp quá nhà ơi. Cái sồn thùng là bằng hiến luôn đó. Nói chung là có cái kính này bị bể nha. Sơn rin 100%, bà con đừng có hỏi là nó đâm đụng hay không nha. Đương nhiên là nó không có một lỗi nhỏ rồi nha. Ở máy rin luôn đó, thì cả nhà mình xem và tham khảo nha. Em sẽ lên video chi tiết, chắc phải giới thiệu con này phải trên 10 phút. Em sẽ lên video chi tiết cho bà con mình xem. Mới bát ra cái đèn, đèn rin của em nó cực kỳ là đẹp nha, cực kỳ là đẹp. Mua em sẽ bao rút hồ sơ cho cả nhà của mình nha. Đó, cả nhà cần cứ alo cho em ha, Đông Phan Trường Giang nha. Rồi, giờ chiều rồi, em cũng nghỉ ngơi rồi. Chào cả nhà nha, hẹn gặp lại ở video sau nha.